mắt chia mình rồi. Bao nhiêu thương nhớ, bao nhiêu đợi chờ, chưa hoen lối đi. Đến đêm em nhắn gió, gửi mây về cho anh, trao cho anh tiếng hát mình thương nhau ngày ấy. Nhưng nay ta xa rồi, mà một hình bóng chưa nhòa trong nhớ. Tháng chết về năm, sao thương con hoài, thương mãi một người. Bao nhiêu câu nói, thương nhau trọn đời, chưa phải tháng năm. Những đêm nay tiếng hát biết trao về nơi đâu. Đêm đêm qua ngõ vắng, đường khuya em một bóng, dương chưa phai nhòa. Một người một lối đi sâu riêng em. Hôm nào mình gặp nhau, cầm tay chung. Rồi, chào các bác nhé, em đang test cho các bác nghe một cặp loa Bu 301 CD 4 hàng Mexico xịn xịn từ cái căng nhé. Đây căng đây, căng này nó là căng nhựa, nhưng mà anh em phải nhìn nhé, nó có những cái nhám nhám như bằng kiểu như bị kim loại bị rỉ ấy, thì nó mới là căng xịn. Đấy, nó lại củ chuối như vậy các bác nhé. Anh em nào chưa biết nhìn đấy thì đây em quay và chia sẻ các bác. Nói đúng ra như vậy luôn nhá, nó là căng nhựa, là em nói là cái xương này là xương bằng nhựa. Nhưng mà hàng bãi ấy, thì bao giờ anh em nhìn nó có những cái phần nâu nâu kiểu này này, nó nhám nhám kiểu này này, nó như kiểu kim loại rỉ thì mới là căng xịn. Đấy, nhựa mà lại kiểu như rỉ thì mới là căng xịn. Đấy, đấy anh nhìn thấy không, nó cứ nhám nhám rôm rôm màu nâu nâu ở đấy. Đấy, nó có bốn miếng căng, hai loa nó sẽ có bốn miếng căng đấy, nó cứ nhám nhám kiểu này này. Đấy, còn vì sao nó nhám thì thực sự là cái đấy cũng không biết, chắc là do thời gian hay như thế nào đấy thôi. Nhưng hàng bãi căng xương xịn là nó phải thế. Đấy, phần căng là như vậy. Cặp Bu 301 C4 chữ nhỏ. Đấy, cặp này em để cho bác giá là 8.800.000 nhá. Cặp này thì trùng series luôn cho nên anh em khỏi phải lăn tăn. Thực ra thì khác series nó cứ hàng xịn cũng được, chả vấn đề gì. Nhưng cặp này thì được trùng series luôn. Đó, trùng series luôn anh em nhá. 2093. Đấy. 2093. Đấy. Trùng series hàng Mexico nhá. Made in Mexico. Em này thì hát thì quá hay rồi. Đây là trùng của em nó đây. À, zin nhá anh em nhá. Bát đây. Bát zin. Nhưng mà gân này là thay nhá. Đấy. Tép đây. Đó. Tép đây. Bát đây, gân này thay nhá. Đấy, gân làm sao mà không thay được các bác, phải thay hết. Gân Bu thì đến thời điểm này nếu mà không thay thì về các bác dùng vài bữa cho nó bục, không thể giữ được. Đấy, anh em nhìn đây, zin đấy nhá anh em nhá. Và trùng zin 8.800.000. Đương nhiên là quá hay rồi, bởi vì em này thì hát karaoke thì là quá tuyệt vời rồi, anh em nghe trung âm nó như thế này cơ mà. Bu 301 CD 4 rất là đẹp luôn, chất nhìn này sướng lắm anh em ạ. Anh em mình làm nghề ấy, nhìn nó sướng, chứ còn anh em người dùng thì đơn giản thôi, cứ hàng xịn mua về chơi thôi. Nhưng mà bọn em làm hàng, bọn em làm nghề ấy, mà về những cái cặp loa mà chất màng nó đẹp như thế này là sướng khoái. Đấy, rất là khoái trí, đẹp. Anh em quan tâm thì alo số này nhá, số này cũng là số Zalo.
Thì thực sự là cái số hotline này thì không bao giờ em nghe đâu. Đấy, sẽ có một bà chị bà nghe, bà chị sẽ tư vấn cho các bác, còn em thì cũng chạy suốt, thỉnh thoảng mới ở shop thôi, cho nên là anh em gọi điện mà thấy giọng con gái thì cứ vô tư nhá, là đúng số đấy chứ không sai số đâu. Đấy, cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.